Đây là bệnh nhân tôi đã đăng một lần rồi. Hôm nay là lần cuối cùng để tạm biệt. Cái điều rất là vui thì ông là người chịu khó. Nhà chú ở chỗ nào, Hà Tây cũ nhỉ? Hoài Đức. Ở Hoài Đức à? Đến đây bao cây? 26 cây. 26 cây nhỉ? Nhưng mà ông cứ đi về về rất là làm cũng thấy rất là cảm động. Hôm đến thì ông đi bay một bên chân, cuộc sống toàn bộ sống thắt lưng này là vẹo hết, vừa thoát vị vừa bị lệch nữa. Thì cái nắn nên được mấy tháng là ok rồi, nên làm cái chỉ để bảo dưỡng thôi. Hôm nay phụ dán nó dính ra. Hiện đại chữ này, các huyệt đạo thì tôi đã giới thiệu nhiều rồi, không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Thì nhà ông chịu khó, ông lu xà đơn này. Đấy, này, đạp xe đạp này, hạn chế bưng những cái vật nó nặng quá nhé. Cũng là kiên trì cái gì cũng được đúng không? Anh dọn đi anh. Thế đợi chào ông ấy, ông về muộn mà anh đông. Hôm nay là ông điều trị được bao nhiêu thời gian rồi? Tôi điều trị được hơn 2 tháng rồi. Hôm nay về thế nào rồi? Thì gần như là khỏi hẳn rồi. Đi lại nó dễ dàng, không thấy tê mỏi nhất. Không biết gì nữa. Thế khá là đi bộ 5-7 cây rồi vẫn đi được. Mừng nói bà mừng nhất rồi nhỉ? Vâng, tất nhiên là bà lo về sức khỏe tôi nhiều. Dạ, mọi người khỏe, hai người vui đi. Vui, chúc ông người sức khỏe tốt nhá. Vâng, tất nhiên chúc bác sĩ và cảm ơn bác sĩ. Ông ấy cố gắng giúp tôi ổn định được cái cuộc sống. Dạ. Có nhiều người điều trị nhưng cái độ kiên trì nó chưa đạt. Vâng, thì tất nhiên là mình bệnh tật thì mình phải, mới đến giờ tôi cũng dỗi thời gian về hưu rồi cho nên là chẳng làm cái gì. Thời gian mình cố gắng không nhé. Vâng. Cảm ơn.